8 cuốn. Mẹ ăn cái này. Ta cùng xem lại. Có vẻ mạnh. Đấy, nhưng mà vào sân này có cánh. Anh đã tin được rồi. Anh nhìn anh thích. Đấy đấy, xong rồi hóa rất đẹp trai và đánh hiệu quả lắm. Rất đẹp trai. Mình nhìn mình thích chứ con gái. Đẹp trai lắm. Nhìn mức sức. Mình trai mình nhìn mình thích, đừng nói con gái. Thế là anh cũng thích. Chính gì đó. Xem lại, dư tính. Thế thì chứng tỏ mình đi đâu mà mình cứ nhìn thấy trai đẹp mình thích lắm. Có nghĩa là trai mà thích trai là phải xem lại. Vâng, như vậy là quý vị đang chuẩn bị được theo dõi diễn biến của trận chung kết nội dung bóng chuyền hơi nam. Trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi Đại hội Thể dục Thể thao. Vâng, xin lỗi quý vị là đây là một trận bán kết. Chúng ta đang chuẩn bị theo dõi trận bán kết 2 của trận bóng chuyền hơi nam nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022. Trận đấu diễn ra giữa Nam Định Hóa và đội Nam huyện Phú Bình. Các vận động viên huyện Định Hóa trong trang phục áo màu trắng phía gần màn ảnh chúng ta đang theo dõi, và bên kia sân là các chàng trai Phú Bình trong trang phục áo màu xanh. Sau pha bóng đầu tiên thì điểm số đã dành cho Phú Bình. Tạm thời điểm số đang là 1-0. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận bán kết này. Điểm số đã được phân đều cho Định Hóa là 1-1. Phú Bình đã đập bóng ra ngoài, bóng chưa hề chạm tay các vận động viên áo trắng. Điểm số cho Định Hóa 2-1. Đội phối hợp bật đẹp bóng nhanh. Bóng vậy là điểm số cho Phú Bình. Vâng, điểm cho Định Hóa thưa quý vị. Điểm số 3-1. Pha phối hợp đánh bóng nhanh của Phú Bình
tình huống vào đà và phối hợp với truyền hài đã bị lỡ nhịp. Như vậy tiếp tục là điểm số cho Định Hóa 4-1. Diễn biến của trận bán kết ở những điểm số đầu tiên, hai đội đang cho thấy họ đang có một sự quyết tâm rất cao, có những tình huống phối hợp rất tốt. Đấy, lực rất mạnh của Phú Bình nhưng trọng tài xác định bóng ra ngoài sân. Thêm một lần nữa, Định Hóa có điểm số và điểm số trên sân đã là 5-1. Những điểm số đầu tiên của sách đấu thôi, nhưng đang diễn ra vô cùng kịch tính. Lần này thì Phú Bình đã dứt điểm tốt, tình huống ra tay của vận động viên áo số 7. Bóng chạm tay chắn của Phí Định Hóa rơi xuống sân. Phú Bình giành lại quyền phát bóng và điểm số 2-5. Quả bên hai, sát thôi. Sự phối hợp đánh bóng và một tình huống đập bóng của vận động viên áo số 1 Định Hóa, bóng lại đi ra ngoài. Và điểm số cho Phú Bình 3-5. Rồi, một tình huống tưởng chừng như Định Hóa sẽ tung ra đòn dứt điểm, nhưng tình huống phối hợp đã bị lỡ nhịp. Trong sân, một pha bóng cho Huy Định Hóa và điểm số là 6-3. Tình huống phối hợp rất điểm tốt. Đó là tình huống ra tay của vận động viên áo số 12 huyện Phú Bình. Bóng chạm tay chắn Định Hóa ra ngoài. Và điểm cho huyện Phú Bình 4-6. Vâng, tình huống đập bóng của huyện Định Hóa, Phú Bình tổ chức bám chắn. Mặc dù chắn bóng nhưng bóng lại rơi ra ngoài. Vậy là điểm số cho Định Hóa 7-4. Mình thấy sẽ đánh có bóng luôn nhỉ. Quá nhanh thì thỉnh thoảng đập quả. Rất tốt. Tay đập số 7 của Phú Bình đã tung ra một cú đập với lực rất căng. Bóng chạm hàng chắn của Huyện Định Hóa ra ngoài và điểm số là 5-7. Khoảng cách điểm số chỉ còn 2 điểm thôi. Bóng chạm chắn Phú Bình ra ngoài và điểm cho Định Hóa 8-5. Các vận động viên của hai đội có thể hình tương đối đồng đều. Một lượt chuyền bóng rất tốt của Huyện Định Hóa, rất đáng khen. Bóng vẫn trong cuộc. Vậy là trọng tài số 2 đã thổi bắt lỗi vận động viên số 9 Huyện Định Hóa đã để chạm lưới trong pha giao tranh vừa rồi, rất đáng tiếc. Định Hóa lật tay chắn của mình và điểm số cho Định Hóa 9-6. Đấu to lừa tình huống đầu tiên. Thì vậy là Phú Bình đã phải xin hội ý lần thứ nhất ở sách đấu này. Sách đấu đang diễn ra với một thế trận vô cùng nóng bỏng. Các vận động viên của hai đội liên tiếp tạo ra những pha bóng rất quyết liệt. Vâng, hai đội đã trở lại sân rồi. Định Hóa sẽ là đội phát bóng và điểm số là 9-6. Ít cả. Phối hợp rất tốt của Phú Bình.
Mặc dù các vận động viên Định Hóa đã chạm tay vào bóng nhưng bóng ra ngoài. Khoảng cách điểm số còn là 2 điểm. Các vận động viên Định Hóa vẫn tạm dẫn điểm số là 9-7. Bóng tiền 1. Huy Hoàng bên 2. Lỏng thôi. Pha xử lý bóng là tay rất tốt. Đó là pha bóng của vận động viên số 10 Định Hóa. Không cần phải đập bóng mạnh nhưng một pha xử lý tinh tế đưa bóng về khoảng trống giữa sân. Và bóng đem về điểm số thứ 10 cho huyện Định Hóa. Một pha phối hợp đánh bóng chồng rất tốt của các vận động viên Phú Bình nhưng huyện Định Hóa cũng đã xuất sắc tổ chức bán chắn thành công. Và pha bóng thứ hai Phú Bình đã thực hiện tốt. Điểm số cho Phú Bình 8-10. Đây quả là một cuộc đối đầu kịch tính. Chất lượng giải đấu của năm nay cũng đã được cải thiện rõ rệt. Rất hay, số 9 Phú Bình tổ chức một pha bám chắn tốt. Điểm số là 9-10, khoảng cách chỉ còn một điểm nữa thôi. Quả bóng rất gắt của số 12 Phú Bình. Vậy là điểm số đã là 10 đều rồi. Như vậy trận đấu đã về thế cân bằng. Hai đội sẽ phải tiếp tục làm lại từ đầu và lúc này là cơ hội chia đều cho hai đội. Bên phía các vận động viên Phú Bình họ cho thấy có nhiều tình huống phối hợp đánh bóng nhanh rất tốt và hiệu quả. Những tình huống cắt bóng ở tầm cao rất khó chịu. Thêm một pha xử lý nữa của Phú Bình. Vậy là điểm cho Phú Bình là 11-10. Phú Bình lần thứ nhất đã vươn lên trước Định Hóa. Chạm bóng rất tốt. Vẫn là chủ công số 7 của Phú Bình. Quyết định tung ra một pha bóng với lực rất căng. Nhưng các vận động viên Định Hóa trong pha bóng vừa rồi đã tổ chức bám chắn thành công. Điểm số là 11 đều. Đấy, đồng hết đỉnh đỏ. Quá tuyệt vời. Những pha phối hợp đánh bóng rất đẹp mắt của các vận động viên áo xanh. Tuy nhiên phải đáng khen cho nỗ lực tổ chức bám chắn tốt của huyện Định Hóa. Định Hóa vươn lên dẫn điểm 12-11. Phòng thủ ở phía dưới này quá trong cái giải đấy. Đây là cái bồn. Xử lý bóng của vận động viên số 7 huyện Phú Bình không thành công. Tiếp tục điểm cho Định Hóa 13-11. Cả bóng rất khó. Tình huống cắt bóng rất gắt của số 7 chủ công huyện Phú Bình. Định Hóa trong pha bóng vừa rồi không thể kịp trở tay. Điểm cho Phú Bình 12-13. Bóng đi. Phối hợp bóng rất nhanh. Quả chạm tay. Thứ hai của Phú Bình hơi chậm tay, như vẻ như là hai chạm. Phú Bình Hoàng. Này thì Định Hóa có tình huống đập bóng rất hay. Và ra tay của số 10 Huyện Định Hóa. Mình bắt chú ý ông cái thằng cháu này mình thích. Điểm cho Huyện Định Hóa 14-12. Đây là Phú Bình đã xin lỗi ý rồi. Vâng, đến với mùa giải năm nay huyện Định Hóa cũng đã có một đội hình khá tốt so với những năm trước đây, có thể nói là tốt nhất so với những kỳ đại hội trước đây. Có thể nói kể cả các giải đấu trong thời gian trước thì Định Hóa lần này quy tụ được các vận động viên có chất lượng tốt hơn. Lần này họ đã vào đến trận bán kết. Tuy nhiên thì những diễn biến của trận bán kết vẫn còn ở phía trước. Bây giờ vẫn mới chỉ là những điểm số ở giữa set đấu thứ nhất. Thì mời quý vị cùng theo dõi diễn biến của trận đấu này.
Vậy là hai đội đã trở lại sân. Định Hóa là đội phát bóng và điểm số là 14-12. Trọng tài đã thổi bắt lỗi vị trí của các vận động viên áo xanh Phú Bình. Với Định Hóa có điểm số thứ 15, điểm số là 15-12. Nhưng Định Hóa cũng đã rất tỉnh táo, phòng thủ tốt. Vậy pha bóng vừa rồi, các vận động viên Định Hóa tổ chức phòng thủ bắt bài các vận động viên Phú Bình. Và điểm số là 16-13. Xin lỗi, là 16-12. Tình huống nhảy tấn công của Phú Bình đã lỗi giữa vạch giới hạn 2m và điểm số cho Huyện Định Hóa 17-12. Vậy là bóng đã chạm tay chắn Huyện Định Hóa rồi này. Điểm số cho Phú Bình, điểm số 13-17. Phú Bình đập bóng ra ngoài sân, điểm số cho Định Hóa 18-13. Các vận động viên Định Hóa đang tiến đến những điểm số cuối cùng. Và bóng vừa rồi Định Hóa đưa bóng ra ngoài sân. Điểm cho Phú Bình 14-18. Hết trận này đang căng. Hai anh Tuấn dạy chuyền. Bóng quả lỏng tay. Bóng chắn nào. 4 của Phú Bình. Rồi, phản công cho Định Hóa. Mình đập bóng rất mạnh tay. Và bóng ra ngoài nhưng trọng tài xác định đã chạm tay của Huyện Định Hóa trước khi ra ngoài sân. Và điểm số 15-18. Vâng, Định Hóa đã phải xin hội ý rồi. Là hội ý thứ nhất của Định Hóa ở trận đấu này. Điểm số đang tạm thời vẫn nghiêng về các vận động viên Nam Định Hóa, điểm số là 18-15. Vâng, thưa quý vị, để được đón xem nhiều các giải đấu hơn nữa, xin mời quý vị hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh và đồng thời nhấn chuông để nhận thông báo khi các trận đấu được đăng tải. Trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều các trận đấu của nhiều giải đấu hấp dẫn nữa đang chờ đợi chúng ta. Xin mời quý vị cùng đồng hành với kênh. Hai đội đã trở lại sân rồi. Phú Bình là đội phát bóng, điểm số là 15-18. Phú Bình chen bóng tốt. Điểm số cho Phú Bình 16-18. Định Hóa vẫn đang là đội dẫn điểm, khoảng cách đang là 2 điểm. Tuy nhiên thì diễn biến sẽ còn vẫn đang ở phía trước, yếu tố bất ngờ cũng sẽ có thể xảy ra. Chúng ta chưa thể xác định được đội nào sẽ có thể là chiến thắng ở trận đấu đầu tiên này. Một thế trận quá quyết liệt. Cơ hội cho Định Hóa dứt điểm.
Thì một trái bóng đã xuất hiện ở trên sân. Trọng tài đã bạc phải buộc cho tạm dừng pha bóng rồi. Như vậy Phú Bình sẽ phải phát bóng lại và điểm số vẫn là 16-18. Đập bay quá. Này của Phú Bình. Ai nào? Phú Bình tổ chức tấn công. Để lượt Định Hóa có điểm không? Pha xử lý, một pha xử lý lỗi. Điểm số cho Phú Bình. Điểm số là 17-18. Điểm chạm của sách đấu là điểm thứ 21. Lúc này hai đội đang hướng đến những điểm số cuối cùng. Vâng, tình huống giao tranh vận động viên Phú Bình đã để chạm lưới và trọng tài đã thổi bắt lỗi rồi. Điểm số cho huyện Định Hóa 19-17. Đội thuận lợi vẫn đang tạm thời nghiêng về Định Hóa để chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Phú Bình tổ chức tấn công, dứt điểm. Định Hóa chắn bóng tốt. Vâng, như vậy là pha bóng rất nhanh, có lẽ pha bóng đã lọt tay chắn. Pha bóng quá nhanh. Và điểm số là cho Phú Bình 18-19. Những pha phối hợp tấn công của Phú Bình phải nói là rất đẹp mắt. Vẫn còn. Lập tiếp là Định Hóa đập bóng ra ngoài. Điểm số cho Phú Bình 18-18. Quả bóng rất đáng tiếc, số 6 Định Hóa đã dứt điểm không thành công. Sức nóng của trận bán kết lại được tăng lên khi mà hai đội đã cân bằng được điểm số. Đi vào bên hai. Vậy là Phú Bình đã vừa lên dẫn điểm rồi. Điểm số cho Phú Bình là 19-18. Định Hóa đã phải xin hội ý lần thứ hai. Sẽ quá bất ngờ với những diễn biến của trận đấu này. Định Hóa đã dẫn trước điểm nhưng lúc này Phú Bình họ đã thi đấu không biết mệt mỏi, cân bằng điểm số và họ đã vươn lên. Điểm số đang tạm thời là 19-18. Mấy này không khác gì hôm qua mình thua đó, chẳng nhận kiện này. Đến sáng nay thằng nào cũng đúng, thằng này còn nguyên. Giờ vậy là hai đội đã trở lại sân. Trong này sân số 1 cho làm thủ tục thi đấu luôn. Thưa quý vị, là điểm số cho Phú Bình là 20-19 rồi. Như vậy là điểm số Phú Bình đã là 21-19 ở trận đấu đầu tiên. Rất đáng tiếc, trong thời điểm vừa qua bình luận viên đã đọc nhầm điểm. Lúc này thì Phú Bình đã giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên với điểm số là 21-19. Một chiến thắng lội ngược dòng ở những điểm số sau cùng. Quá đáng tiếc cho các chàng trai của Định Hóa. Những điểm số cuối cùng họ đã để đánh mất cơ hội để cho Phú Bình vươn lên. Sau đây thì hai đội sẽ tiến hành đổi sân và cùng bước vào set đấu thứ hai. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến. Định Hóa này cả lắm.